Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với chương trình Việt Nam Hội nhập của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, bệnh viêm tai giữa có thể gặp ở nhiều đối tượng khác nhau, nhưng phổ biến hơn cả ở trẻ nhỏ do hệ miễn dịch non nớt và chưa hoàn chỉnh của trẻ không đủ sức chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn. Nhiều số liệu thống kê cho biết có đến khoảng từ 17 đến 18% trẻ lên 3 tuổi bị viêm tai giữa. Tỷ lệ này với trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi là khoảng 9%. Viêm tai giữa ở trẻ có thể là tình trạng viêm tai giữa cấp hay mãn tính. Chị Nguyễn Thị Phương Chi ở Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội đưa con đến khám tại Bệnh viện Đa khoa An Việt trong tình trạng tai chảy dịch, sốt cùng với những triệu chứng hắt hơi, sổ mũi, đau nhức ở trán và hai bên thái dương. Qua thăm khám nội soi tai mũi họng, chụp CT, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài An chẩn đoán bé Lê Ngọc Thảo Nhi bị viêm tai giữa cấp do biến chứng của viêm VA. Cháu thì bị bác sĩ bảo là bị viêm A lâu ngày ấy, thì biến chứng sang là bị viêm tai giữa. Sau khi khám thì bác sĩ cũng kê đơn thuốc và cũng nói là phải điều trị nội khoa. Thì trước tiên thì cho cháu uống kháng sinh để cho nó khô cái viêm cái mủ tai lại. Đấy. Thì sau đấy đi về uống thuốc rồi khám lại. Chị Chi cho biết gia đình đã đưa con khám ở nhiều nơi, dùng thuốc kháng sinh cả tuần, con không khỏi. Sau một tháng bệnh của con lại tái phát, tâm trạng lo lắng sốt ruột khi con kém ăn chậm lớn khiến chị Chi rất mệt mỏi. Qua tìm hiểu, chị đã tìm đến Bệnh viện Đa khoa An Việt, gặp Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài An, từng có gần 40 năm kinh nghiệm trong khám và điều trị các bệnh lý tai mũi họng cho trẻ em. Mỗi lần ấy bảo con há miệng ra ấy, thì tức là bản thân mẹ là cũng nhìn thấy cái khối viêm A, cái amida này nó bị sưng rất là to đấy, thì sưng lên xong rồi là con bị khó nuốt và có rất là nhiều lần con còn bị nôn nữa, thì cũng sốt ruột đi khám rất là nhiều lần rồi, nhưng mà vì là con còn đang nhỏ nên là cũng chưa muốn là cháu nạo amida. Nhưng mà hôm nay đến thì là bác sĩ cũng là khuyên là để cho con nó phát triển hơn ấy, thì cần tức là của con là nó bị nhiều lần rồi thì cần phải nạo đi để cho cháu được phát triển. Bây giờ nàng 7 tuổi rồi nhưng mà mới được có 18 cân rưỡi chưa được 19 cân, thì là cái sự phát triển về cân nặng và chiều cao đấy cũng là một vấn đề mà khiến mình rất là lo lắng. Trong bệnh án tai mũi họng ở trẻ em, Bệnh viện Đa khoa An Việt còn rất dày. Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Bệnh viện An Việt cho biết, đa số các trường hợp viêm tai giữa cấp đều có nguyên nhân từ viêm đường hô hấp trên như viêm VA, viêm mũi, họng cấp. Có trường hợp còn ngỡ ngàng khi thấy bác sĩ chẩn đoán còn bị viêm tai giữa. Các bậc phụ huynh cho rằng phải có nước chảy vào tai thì mới có thể bị viêm được, hoặc nếu viêm tai giữa thì phải có chảy mủ tai. Nhưng họ không biết rằng viêm tai giữa là hậu quả của bệnh viêm đường hô hấp trên. Bé nhà mình thì bị viêm tai dần vừa rồi thì không có biểu hiện sốt mà cũng không thấy chảy mủ. Thì chỉ thấy bé thì thấy kêu đau thôi. Thì cho đi khám thì bác sĩ thấy bị viêm tai là có mủ ở trong rồi. Thì đấy là do bị viêm tai là do có biến chứng từ viêm VA. Tai của bé lớn kia thì hôm nay đi khám thì bác sĩ bảo là không còn dịch mủ nữa, tiến triển tốt rồi, không vấn đề gì cả. Thì bác chỉ kê cho thêm một số loại thuốc để theo dõi thôi. Còn bé này thì vẫn phải nhỏ mũi và uống thêm một số loại thuốc. Viêm tai giữa cấp ở trẻ em là bệnh lý thường gặp, dễ điều trị. Tuy nhiên vì ngại đưa trẻ đến bệnh viện, nhiều cha mẹ dựa vào kinh nghiệm đã có hay thông tin trên mạng để tự mua thuốc chữa trị cho con. Đây là một trong những sai lầm phổ biến thường gặp, dẫn đến bệnh không thuyên giảm, dễ trở nặng hoặc có thể gây nguy hiểm. Những biến chứng hậu quả để lại của căn bệnh này như thủng màng nhĩ, liệt mặt, viêm tai xương trũm, ảnh hưởng đến khả năng nghe nói, thậm chí là viêm màng não, áp xe não. Giao mùa là thời điểm phát sinh nhiều bệnh lý tai mũi họng. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài An, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt, để các bậc phụ huynh có thể trang bị thêm những thông tin về dấu hiệu và cách điều trị viêm tai giữa để có cách xử trí khi trẻ mắc bệnh. Với cái phóng sự vừa chúng tôi vừa đề cập thì theo bác sĩ thì cái viêm tai giữa ở trẻ nhỏ thì có những triệu chứng như thế nào và nguyên nhân nào dẫn đến cái viêm tai giữa ở trẻ nhỏ? Có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân có các cái nguyên nhân nó lại phối hợp với nhau, nó đan xen với nhau. Thứ nhất là bị nhiễm khuẩn. Thế thì nhiễm khuẩn có thể là do vi khuẩn,
có thể là do virus, thì các cái loại vi khuẩn virus mà thường xuyên nó gây ra cái nhiễm khuẩn hô hấp trên, đấy chính là cái nguyên nhân gây viêm tay giữa. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai mà nó tác động đến, nó làm cho cái tỷ lệ viêm tay giữa tăng lên, đấy là cái điều kiện về kinh tế xã hội. Ví dụ những cái gia đình mà có điều kiện chăm chút em bé tốt hơn thì cái tỷ lệ viêm tay giữa nó thấp hơn hẳn so với những cái gia đình mà không có điều kiện để chăm sóc con. Thế còn lại cái nhóm nguyên nhân thứ ba đấy là cái yếu tố về môi trường và ô nhiễm môi trường, thì nó cũng tác động vào cái hệ thống niêm mạc đường hô hấp trên của các em bé, và nó từ đấy nó gây ra viêm tay giữa. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái nguyên nhân của viêm tay giữa ở trẻ con bao giờ nó cũng là đan xen giữa các yếu tố. Với các triệu chứng bác sĩ vừa chia sẻ thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái việc mà trong trường hợp mà các trẻ bị viêm tay giữa do biến chứng VA thì có biểu hiện như thế nào? Bây giờ nói về cái triệu chứng thì cái bệnh cảnh đầu tiên mà chúng ta thấy xuất hiện ở một cái em bé khi em bé có viêm tay giữa cấp, đấy là em bé bị các cái biểu hiện của nhiễm khuẩn hô hấp trên, gồm có chảy mũi, gồm có ho, gồm có ngạt tắc mũi. Thế và sau đó sau một vài ngày thì em bé sẽ xuất hiện cái triệu chứng là có mủ ở trong tai, và khi mà bắt đầu xuất hiện mủ trong tai thì nó sốt. Ví dụ mà nó xuất hiện là ứng mủ trong tai thì nó sẽ biểu hiện là sốt cao. Cấp tính thì nó sốt rất cao, em bé có thể sốt đến 39-40 độ, và cái trường hợp mà nó nhẹ hơn, nó có thể nằm nó ngủ được, thì nó lắc cái đầu này. Đấy là những cái trường hợp mà viêm tay giữa cấp mà nó lại kèm thêm là nó đi ỉa chảy. Khi mà nó nhiễm cái vi khuẩn với virus vào trong cái tay giữa và cái niêm mạc của đường hô hấp trên và tay giữa thì nó lại đồng hành là cùng với lại cả cái niêm mạc của cái đường tiêu hóa. Có thể thấy thì cái bệnh viêm tay giữa này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống cũng như là cái sinh hoạt của các bé. Vậy tại bệnh viện An Việt thì đã có những cái phương pháp điều trị như thế nào để điều trị dứt điểm bệnh này? Cái viêm tay giữa này thì những cái đợt cấp tính chúng ta điều trị bằng kháng sinh. Thế rồi chúng ta điều trị tốt cái chúng ta hút sửa mũi, thì điều trị tốt cái nhiễm khuẩn hô hấp trên thì sau đó thì cái tai sẽ trở về bình thường và em bé trở về bình thường. Thế nhưng có một tỷ lệ khá cao những cái em bé là cứ mỗi lần thay đổi thời tiết mà bắt đầu là mũi chảy thì lúc đấy tai lại phồng. Đấy thì những cái trường hợp đấy là một năm em bé cứ bị viêm tay giữa tái đi tái lại đến khoảng 3-4 lần thì bây giờ người ta đã xác định được rằng là những cái trường hợp đấy là em bé không còn ở cái dạng viêm cấp nữa mà nó ở dạng viêm tiềm tàng. Nghĩa là nó không thể hiện triệu chứng gì mà cái tai nó cứ âm thầm, nó cứ liên tục có dịch. Thế cứ mỗi lần mũi chảy là tai phồng, cứ mũi chảy ra thì tai lại phồng lên. Rồi lúc đấy lại sốt cao, lại bắt đầu lại ho, lại chảy mũi, lại phải điều trị kháng sinh. Thế thì những cái trường hợp như thế thì nguy cơ là sau này nó sẽ ảnh hưởng đến thính lực rất nhiều. Thế bởi vậy thì những trường hợp mà viêm tai giữa tái đi tái lại từ lần thứ 3 trở đi thì đối với chúng tôi thì cái chỉ định phải nạo VA cho em bé là bắt buộc. Đấy cho nên là chữa cái tay giữa, nhưng mà cái việc chữa tay giữa được khỏi triệt để phải nghĩ đến chuyện là phải nạo VA. Thế khi mà chúng ta nạo VA thì tùy tình hình có thể chúng ta chỉ cần phải chích nhĩ để tháo mủ cho em bé kết hợp với nạo VA là đủ để cho em bé khỏi rồi. Thế còn những cái trường hợp đặc biệt khi mà màng nhĩ nó đã biến dạng rồi, nó bị co kéo rồi, viêm tay keo các thứ, thì khi đó không những nạo VA chúng ta còn phải chỉ định là đặt ống thông khí cho em bé, thì lúc đấy tai mới khỏi hẳn được. Thưa bác sĩ có lời khuyên nào dành cho các bậc phụ huynh khi chăm sóc trẻ bị viêm tay giữa? Còn đối với những trẻ chưa bị viêm tay giữa thì cần phải phòng tránh như thế nào? Các bố mẹ cần phải lưu tâm nhất, đấy là phải giữ cho em bé được cái mũi khô sạch. Thế thì muốn cho mũi khô sạch thì thứ nhất là chúng ta phải rửa mũi hàng ngày. Cái vấn đề thứ hai, đấy là vấn đề là chảy mũi trong. Là bố mẹ đã phải chú ý điều trị ngay cho con ở cái giai đoạn là chỉ chảy mũi trong thôi. Cái thứ ba nữa là về cái giữ ấm cho em bé về mùa đông là rất quan trọng. Cái thứ tư nữa là chúng ta phải có cái chế độ ăn uống làm sao cho nó phù hợp, nó đầy đủ các cái loại hoa quả rồi các rau củ quả đầy đủ để cho các em bé nó có đầy đủ vitamin để nó phát triển về mặt thể lực tốt nhất, thì sẽ có cái sức đề kháng tốt nhất để nó chống chọi lại với cả virus và vi khuẩn. Thưa quý vị và các bạn, cùng lời khuyên của bác sĩ, các ông bố bà mẹ hãy cẩn trọng khi mua thuốc về nhà, nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, không nên vội vàng cho trẻ em uống ngoại trừ đã hiểu rõ công dụng và liều lượng của thuốc. Nhưng tốt hơn hết, hãy đưa trẻ đến khám tại bệnh viện và làm theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, cho dù bệnh nhẹ hay nặng. Đến đây thì chương trình Việt Nam Hội Nhập cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.